đang chạy nhiều chứ. Vàng đá bành đá chúng về mà cái nói không với tổ chị. Chuyện lạ với tổ. Đi đâu? Ta có bốn thằng mà đứng trên nó ngó, hai đứa đứng ngó dưới cho thua á. Nên mà luôn về chứ. Thường là chuyên gia phá bóng. Người ta phá là chính đáng mà con phá là đụng là banh văng ra ngoài. Đang là phớt phớt vậy trời. Tiếc khó chịu ghê tở, thương khó chịu. Thua rồi.